5. Đắc được biển tất cả công đức vì tất cả tu hành đều viên mãn. 6. Đắc được biển tất cả thần thông vì hay rộng thị hiện rộng lớn khiến cho khai ngộ. 7. Đắc được biển tất cả các căn vì biết các căn của tất cả chúng sinh có đủ thứ khác nhau. 8. Đắc được biển tất cả các tâm vì biết tâm của tất cả chúng sinh có đủ thứ khác biệt vô lượng. 9. Đắc được biển tất cả các hạnh vì hay dùng nguyện lực để viên mãn hạnh môn. 10. Đắc được biển tất cả các nguyện vì đều khiến cho thành tựu đạo quả vĩnh viễn thanh tịnh. Phật tử, Đại Bồ Tát được 10 thứ biển như vậy rồi, lại được 10 thứ thủ thắng. Những gì là 10? Đó là: một là đệ nhất ở trong tất cả chúng sinh, hai là thủ đặc nhất ở trong tất cả chư thiên, ba là tự tại nhất ở trong tất cả phạm vương, bốn là không nhiễm trước nơi các thế gian, năm là tất cả thế gian không che khuất được, sáu là tất cả các ma không mê hoặc loạn được, bảy là vào khắp các cõi không có quái ngại, tám là nơi nơi thọ sinh biết không vững bền, chín là tất cả Phật pháp đều được tự tại, mười là tất cả thần thông đều thị hiện được. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát đắc được lợi ích 10 thứ biển sâu rộng như vậy rồi, lại được 10 thứ lợi ích thù thắng siêu tuyệt. Những gì là 10? Đó là: một, Bồ Tát ở trong tất cả chúng sinh là đệ nhất, không có ai bằng. 2. Bồ Tát thù thắng nhất, lại đặc biệt ở trong tất cả chư thiên. 3. Bồ Tát tự tại nhất ở trong tất cả phạm vương. 4. Bồ Tát không nhiễm ô, cũng không chấp trước trong tất cả thế gian. 5. Quang minh của tất cả thế gian không cách chi che khuất được quang minh của Bồ Tát. 6. Tất cả các ma không mê hoặc nhiễu loạn được tâm thanh tịnh của Bồ Tát. 7. Tùy Bồ Tát vì độ sinh mà vào khắp các cõi thọ sinh nhưng không có sự quái ngại. 8. Khi Bồ Tát nơi nơi thọ sinh biết tất cả đều không vững bền nên không tham luyến. 9. Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp đều được nhậm vận tự tại. 10. Bồ Tát đắc được tất cả thần thông đều có thể thị hiện trước tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát được 10 thứ thù thắng như vậy rồi, lại được 10 thứ lực nơi có chúng sinh tu tập các hạnh. Những gì là 10? Một là lực dũng kiện vì điều phục thế gian. 2 là lực tinh tấn vì luôn không thối chuyển. 3 là lực không chấp trước vì lìa các cấu nhiễm. 4 là lực tịch tĩnh vì nơi tất cả pháp không tranh luận. 5 là lực nghịch thuận vì nơi tất cả pháp tâm tự tại. 6 là lực pháp tánh vì trong các nghĩa được tự tại. 7 là lực vô ngại vì trí huệ rộng lớn. 8 là lực vô ý vì hay nói các pháp. 9 là lực biện tài vì hay trì các pháp. 10 là lực khai thị vì trí huệ vô biên. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát đắc được 10 thứ thủ thắng siêu tuyệt như vậy rồi, lại đắc được 10 thứ sức lực không thể nghĩ bàn ở trong cõi chúng sinh tu tập tất cả các hạnh, đến được bất thối chuyển. Những gì là 10? Một, lực dũng kiện vì hay điều phục chúng sinh thế gian cao cường. 2. Lực tinh tấn vì ngày đêm tinh tấn luôn không thối chuyển. 3. Lực không chấp trước vì hay lìa khỏi tất cả ô uế mà không nhiễm trước. 4. Lực tịch tĩnh vì thường ở trong định đối với tất cả các pháp không sinh hoài nghi, không khởi tranh luận. 5. Lực nghịch thuận vì bất cứ nghịch cảnh hay thuận cảnh đối với tất cả pháp trong tâm tự tại. 6. Lực pháp tánh vì ở trong tất cả nghĩa lý nhậm vận tự tại cho nên không có chướng ngại. 7. Lực vô ngại vì trí huệ rộng lớn cho nên viên dung vô ngại. 8. Lực vô ý vì khéo thuyết pháp cho nên không có sợ hãi. 9. Lực biện tài vì thọ trì tất cả các pháp cho nên không có đại biện tài.